Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em quay video giới thiệu đến mọi người cái cây hồng yên thủy, một trong những cây mà rất là nhiều người biết đến về sự nổi tiếng của nó và sự phát triển của nó thì rất là nhiều người biết rồi. Và nó cây này nó cũng rất là nhiều tai tiếng. Thì cái cây hồng yên thủy này á thì nó có từ rất lâu rồi, và em cũng có những hình ảnh nó nở từ những năm đầu tiên. Những năm 2014 là đã có những cây đầu tiên. Thì ngày trước thì người ta chỉ gọi là cái cây ám mắt hồng thôi. Đấy, chứ không gọi là cây hồng như bây giờ. Như những năm gần đây, sau khoảng những năm 2017, 2016, 2017 thì người ta mới gọi là hồng, hồng hòa bình. Xong thì về sau người ta gọi chi tiết là hồng yên thủy. Hồng yên thủy. Thì còn cái cây hồng hòa bình 2017 là nó khác cái cây hồng yên thủy này. Cái cây hồng yên thủy này thì cũng đã từng gọi là cái cây hồng hòa bình, nhưng mà do là mọi người phân định tên riêng ra để mọi người dễ nhận biết hơn. Ngoài ra thì có một cái cây rất là giống cái cây này, đó chính là cây hồng cái bang. Thì có người thì người ta bảo là giống hệt nhau, có người thì người ta bảo là không phải. Thì đấy, thì thực ra những cái cây giống hệt nhau á thì ngoài phi điệp ra thì còn lan kiếm, còn rất là nhiều loại. Em cũng nói rất là nhiều trên kênh Thiên Ngàn Hoa ấy, là các anh chị có thể xem thêm trên kênh Thiên Ngàn Hoa đấy. Và cái việc mà nở nhiều bông hay ít bông ấy. Còn đây là cái trường hợp là nó nở là không có thuốc thang gì cả, nở tự nhiên trên một cái thân dài khoảng tầm độ gần 50 cm, gần 50 cm. Cái cây hồng yên thủy này thì bản chất của nó chỉ tầm độ bản chất của nó chỉ tầm 20 cm là đã có thể nở tự nhiên nhé, nếu như anh chị nuôi một cách tự nhiên và bình thường như những cây phi điệp thường á, thì nó 20 sen là đã có hoa rồi. Cái này thì nó rất là dễ hoa. Cái năm đầu tiên em mua được nó là năm 2014 phải, thì là nó chỉ dài khoảng 20 sen thôi. Ngày đấy còn chưa có công nghệ kích hoa hay là cái gì cả, cũng có rồi nhưng mà chưa ai dùng. Và ngày đấy thì phi điệp nó còn nó chưa là gì, một là cái gì đó rất là khủng khiếp như bây giờ. Nhưng những năm 2020 thì nó rất là hiện tại năm 2020 là vẫn đang rất là đắt. Với những cây hồng này thì ngày đó thì em có sưu tầm một cái thân nó dài khoảng 20 cm là đã có hoa tự nhiên rồi. Đấy. Được cái cây hồng yên thủy này thì thực ra thì cũng về lâu về dài thì bản thân em thì cũng không chụp ảnh. Cho nên là năm nay thì nó có nở lại thì em mới chụp ảnh quay lại video. Nhưng mà thường thì mấy năm trước này em cũng không chụp ảnh, cũng không quay lại video. Đấy, thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người và nói để mọi người cùng hiểu hơn về cái cây hồng yên thủy này. Nó cũng như kiểu là cái cây tại sao mà nó có nhiều cây mà nó giống hoa giống hệt nhau nhưng mà tên lại khác nhau á. Thì bởi vì nhiều người người ta sưu tầm được, hoặc là người ta mua về xong người ta tự đặt lại tên sau vài năm. Nếu như không có người nở lại thì người ta nở lại, người ta đặt lại tên. Trường hợp rất là nhiều. Và cái trường hợp đó thì chủ yếu là đặt lại tên và bán giá nó cao. Thường thì là như vậy. Thì cái cây hồng yên thủy này hôm nay em giới thiệu mọi người về thân lá cũng như là hoa một chút, để các anh chị có thể nhìn về thân lá hoa của cái cây này. Thực ra thì cái cây hồng yên thủy này á, nếu mà để nói về nhìn thân lá có nhận ra là không thì nó cũng nhận ra được khoảng tầm 80-90%. Bởi vì thân lá nó có nhiều cây giống hệt nhau nhưng mà hoa không giống. Đó đương nhiên. Thế nên khi mình đi bắt sổ số là một điều rất là khó. Còn cái lá của cái cây hồng yên thủy này nó cũng có dạng đặc trưng, và thực ra thì cây nào nó có đặc trưng riêng của nó, nhưng chúng ta mà nhìn nhận được ạ. Và cây nào mà chúng ta nhìn và nhớ được ạ thì là ít ra là khi mà anh chị mua là anh chị cũng có thể nhìn được cái thân lá của nó, để không phải nhầm từ một cái cây ví dụ như là cái cây HO nó có đặc trưng như nào, hay phú thọ đặc trưng nào, hay cái hồng xòe thì nó có đặc trưng như nào. Thì em cũng nói rất là nhiều cái bài đó trên kênh Thiên Ngàn Hoa. Anh chị có thể xem thêm trên kênh Thiên Ngàn Hoa để mọi người xem và tìm hiểu thêm về thân lá của nó nhé. Bởi vì em nói rất là chi tiết về thân lá cũng như là về hoa, để các anh chị biết được rằng những cái cây mà nó giống hệt nhau á thì chúng ta chỉ nên mua một cây thôi. Bởi vì em thì không dám công nhận là 100% nó là giống nhau, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà đặt tên của người ta. Mà trong cái cây thì mình không được đặt tên nên rất là khó nói.
Nhưng trong cuộc chơi thì bao giờ cũng thế. Tại sao mà những cái cây, ví dụ như những cái kiếm lô hội chẳng hạn, kiếm lô hội nó có nhiều tên, tại sao mà những cái, như cây xanh Huế chẳng hạn, nó lại có tận gần chục cái tên. Hay là những cái cây phi điệp này thì có cái cây ví dụ như là cây Phú Thọ này, hay cây Đại Tướng này. Hiện tại thì nhiều nhiều anh em cũng bán từ Phú Thọ sang Đại Tướng, Đại Tướng sang Phú Thọ rất là nhiều. Hoặc là một số cây như là Củ Chi, Chợ Mơ, Yên Thủy hay Cái Bang đấy. Hay là một số cây khác, xòe phấn đấy, hồng xòe, hồng phấn đấy. Và một số cây khác nữa thì cái này em xin phép không nói chi tiết hơn, em chỉ nói giới thiệu về cái cây cây hồng Yên Thủy thôi. Thì mọi người mà sưu tầm hoặc là xem thêm những cái video trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa thì mọi người sẽ hiểu hơn về những cái cây đó anh chị nhé. Thì hôm nay em nói sơ qua về cái cây thân lá của cây hồng Yên Thủy một chút. Đây là có hai thân, hai thân thì nó lên cây nào nó cũng có nụ và đều là nụ tự nhiên, không phải kích gì cả đấy. Đây là cái phần thân lá của cái cây hồng Yên Thủy đấy, anh chị nhìn ạ. Đây cái dáng lá của nó nhé mọi người nhé, cái dáng lá của nó, dáng lá của nó rất là đặc trưng, và cổ thân của nó tím và cổ lá của nó hơi đỏ, hơi tím đỏ, và lá thường là hay bị lỗi những cái điểm này, nó hay bị thắt á, nó hay bị thắt lá ở những cái điểm này, không thắt nhiều thắt ít. Nó có những cây ví dụ đây như cây bên này này, cây bên này nó thắt một tí này, một tí thôi đây, đây là em hay thấy thế. Chứ còn một số cây thì người ta nuôi thì nó không bị thắt này, người ta nuôi xanh lét á thì nó không bị thắt, còn nhà nào nuôi nhiều nắng hay bị như này. Thế trường hợp em trải nghiệm với cái cây này nó như vậy, cái lá của nó tím, thân lá tím đậm như này, nếu nuôi môi trường 70-80% nắng. Nhưng nhiều nhà người ta nuôi cái xanh bỡn à, thì cái dáng lá của nó này, mọi người nhìn dáng lá này, lá này là to tròn và đầu nó búp hơi vặn này, hơi cong này đấy. Thực ra mấy cái đặc trưng này thì nó cũng gần như kiểu cái phi điệp tím thôi, chứ nó cũng không có cái gì quá là đặc trưng cả. Ví dụ như là Phú Thọ lá lỗi này, là Phú Thọ không lỗi thì ngày xưa mọi người vẫn nói rằng nó không phải là một, nhưng thực ra nó đều là một hết. Lỗi không lỗi cái đấy không quan trọng anh chị ạ. Đấy, hoặc là Phú Thọ cổ tiết đấy, nhiều người người ta vẫn bán rất là đắt hơn so với Phú Thọ bình thường. Đấy thì đến giờ phút này để mà nói là Đại Tướng hay Phú Thọ thì mọi người cũng bán nó cũng rất là lộ cộ, thì mọi người nên chú ý cái nào ra cái đó. Như cái Đại Tướng này em không bao giờ em bán cả. Em không bán cái Đại Tướng, em chỉ bán cây Phú Thọ thôi anh chị ạ. Bởi vì em hiểu nó nên em chỉ bán Phú Thọ thôi. Đấy, chứ em không bán cây Đại Tướng. Đấy, thì còn đây là cây Hồng Yên Thủy. Ví dụ như cây này thì em chỉ bán là trong cái cây này thì em chỉ bán Hồng Yên Thủy, chứ em không bán Hồng Cái Bang. Và từ bây giờ đến về sau em cũng không bán Hồng Cái Bang, em chỉ bán Hồng Yên Thủy thôi anh chị nhá. Ví dụ thế. Thì đây em nói về cái bông hoa nó một chút. Đấy là cái lá của nó. Đây là về bông hoa. Bông hoa có nhiều người nở cánh rất bầu. Thì đây là cái bông hoa Hồng Yên Thủy này, nó là sự thật. Video của nó nở ngày hôm nay là ngày thứ 3. Ngày thứ 3 và anh chị nhìn cái form bông này, rất là đẹp, một cái màu hồng phấn nó rất là đẹp anh chị ạ. Mắt hồng nó rất là đẹp, môi hoa nó mở. Đẹp hơn cái nhảy rất là nhiều. Nó khác hoàn toàn. Đấy, chứ thực ra thì cây gái nhảy nó cũng đẹp, nó cũng là mắt hồng nó cũng rất là đẹp. Nhưng còn cái cây Hồng Yên Thủy này thì nó đẹp và màu hồng của nó, cánh nó hồng đậm. Cánh nó hồng đậm anh chị nhé. Cánh hồng đậm và mắt hồng rất là đẹp. Đấy, thì đây là cái cây Hồng Yên Thủy. Cánh nó đậm anh chị ạ. Thì đây là một cái cây nở tự nhiên, thân dài khoảng tầm 40-50 cm. Và nó ra một chùm, hai chùm. Mỗi chùm 3 bông và được 6 bông tất cả. Thì em thấy là cái cây Hồng Yên Thủy này nó dễ nhận diện, chứ nó không lẫn với cái cây nào. Và thân lá của nó đặc trưng như vậy, thì anh chị xem thêm về cái việc thân lá nhé, cũng như là hoa, để anh chị biết thêm về cây này, cũng như là một số cái loại cây khác. Thì anh chị có thể tham khảo thêm một số video trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa để mọi người được rõ hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video lần sau với những cây hoa lan khác, cũng như những cây lan kiếm hay những cây phi điệp. Mọi tư vấn hay là mua bán thì mọi người có thể liên hệ bên em. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video lần sau. Xin cảm ơn.